Tiếp tục lên sóng với một thu thời thượng ngày hôm nay. Thì hôm nay em sẽ có các chị nhà mình là một cái form diễn đầm suông đơn giản nha. Đặc biệt là cái họa tiết trên đầm của mình ngày hôm nay em kết hợp cho mình là những cái tông màu vàng nè, tông màu xanh rêu điểm nhấn trên đầm rất là nhiều. Những cái họa tiết rào ri tạo cảm giác cho mình lên form diễn nhìn sang hơn. Đặc biệt là những cái họa tiết này các chị cảm giác là nhìn ở gần những người hơn rất là nhiều. Và cái thiết kế form diễn là suông đơn giản, các chị mặc đi đâu cũng được nha. Đi làm, đi chơi hay đi cà phê cho em đều rất là thoải mái luôn. Mẫu này thì em sẽ được làm cho mình là chất liệu là vải von hàng. Kết hợp cho mình là bên trong sẽ là lớp lót thun cô tông cao cấp loại 1. Có làm cho mình là túi sườn ở hai bên. Form dáng cổ tròn, form dáng tay ngắn đơn giản dễ sử dụng giúp có thể cho các chị nhà mình. Hiện tại mẫu này em đã có trên các cơ sở chi nhánh của TTV rồi. Cơ sở Quang Trung Gò Vấp, cơ sở Bình Dương và cơ sở Tân Phú cho mình các chị nha. Và nếu có chị yêu nào mà đặt hàng trực tiếp trên video ngày hôm nay thì mình sẽ được hỗ trợ cho em là miễn ship trên line, kiểm tra hàng trước khi thanh toán tiền, đặc biệt là được hỗ trợ giảm tới 20.000 cho em là trên từng sản phẩm đầm nha. Mình chỉ cần đặt đơn hàng mà để ra cho em là số điện thoại bên dưới là em sẽ hỗ trợ lên đơn hàng thành công cho mình các chị nha. Hiện tại trên YouTube sẽ xóa các bình luận có chứa số điện thoại. Để đặt hàng hoặc muốn được tư vấn, các chị vui lòng nhớ mã sản phẩm và kết bạn nhắn tin vào Zalo 0356 116 937 để shop hỗ trợ chốt đơn ạ.